Thật ra những cái loa speaker enable này thì rất là phù hợp cho anh chị nào hoặc là các bạn mà đã có một cái phòng đã hoàn thiện rồi và chúng ta muốn trải nghiệm Atmos thì đây là một cái cách đơn giản nhất mà có dễ mua nhất, có thể là dễ xài nhất để các bạn có thể trải nghiệm được đơn bài Atmos. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì 3 tập trước Vũ đã chia sẻ cho các bạn về những cái chủ đề liên quan đến về phòng phim gia đình cũng như là thiết bị về âm thanh, rồi chọn về máy chiếu hay là tivi. Thì với cái tập này là tập thứ 4 thì Vũ sẽ chia sẻ với các bạn biết hơn và sâu hơn về cái trải nghiệm, đó là trải nghiệm âm thanh Dolby Atmos. Thì cái chủ đề này Vũ đã từng chia sẻ cho một video lần trước rồi, nhưng mà chủ đề ngày hôm nay thì Vũ sẽ muốn nói về sâu hơn về cơ cấu hoạt động, về cái cách sản phẩm đưa ra cho khách hàng và những cái giải pháp và cái trải nghiệm của nó khác nhau khi mà giữa cái Dolby Atmos như thế nào. Thì mong cái video này sẽ giúp cho những khách hàng và các bạn đang muốn tậu cho mình một phòng phim tại gia đình thì các bạn có thể có thêm một cái kiến thức để chúng ta khi mà được tư vấn thì chúng ta có thể dễ dàng hiểu hơn cho những người tư vấn, và các bạn có thể chọn cho mình một cái sản phẩm mà thật sự là vừa ý và phù hợp cho các bạn, cho cái phòng gia đình của mình. Ok, thì bây giờ mình xin được phép bắt đầu. Thì bây giờ đầu tiên hiện nay là cái trải nghiệm về phòng xem phim, thì cái việc mà Dolby Atmos nó không quá lạ lẫm vì với những khách hàng nữa, nhưng mà mình chắc chắn đâu đó một số khách hàng chúng ta vẫn chưa biết nó là gì. Thì ở một phòng phim, cái định dạng mà trải nghiệm mà Dolby Atmos nó là một cái hiệu ứng âm thanh ở trên đầu của chúng ta. Thì surround thì nó ở phía sau, phía trước, phía front, rồi trung tâm và center. Thì cái Atmos chính là cái vị trí ở trên vùng đầu của chúng ta, những hiệu ứng âm thanh từ trên xuống. Với thị trường hiện nay thì về loa để phục vụ việc đó thì nó sẽ có hai dạng. Một là speaker enable, đó, cái phía sau của mình đó các bạn. Hai là cái dòng loa ceiling top, tức là những dòng loa âm trần mà chúng ta bắt lên thạch cao hay là chúng ta treo như đó, đó là những dòng âm trần gọi ceiling top. Đó. Thì tất cả những hai cái dòng này mục đích chung là muốn mang cái lại cái giá trị trải nghiệm âm thanh từ trên xuống. Thì đầu tiên mình sẽ phân tích về cái speaker enable. Speaker enable là một cái loa họ thiết kế đơn giản, tinh gọn lại mà hãng đưa ra cho người dùng có thể dễ dàng lắp đặt được. Đó. Vì nó chỉ chúng ta chỉ cần đặt lên hai cái loa phân hoặc là hai cái loa rìa phía sau cũng được, thì chúng ta có thể trải nghiệm được Atmos. Thì tùy chúng ta sử dụng Atmos là 2 chấm hay là 4 chấm thì tùy cái nhu cầu của mình mà chúng ta sẽ bố trí và lắp đặt. Và cái nguyên lý của hoạt động của speaker enable á thì nó là một nguyên lý gọi là trung gian, gọi là phản xạ âm. Các bạn thấy về cái thiết kế của speaker enable á là cái dòng loa có một cái góc ngã nhất định. Thì góc ngã này là đứng luôn luôn ở mặt phía trước hoặc là mặt sau của chúng ta để đưa cái sóng âm đưa lên cái trần và phản xuống cái vị trí và điểm nghe của người ngồi, cái điểm vàng của người ngồi, để tạo ra được hiệu ứng ở trên xuống. Và nó sẽ cho các bạn một cái trải nghiệm tốt hơn về những cái hiệu ứng âm thanh mà trong những bộ phim, ví dụ như là máy bay đồ này nọ, nó sẽ đưa ra. Và speaker enable hoạt động rất là dễ, chúng ta khách hàng chúng ta ai cũng thể lắp đặt được. Chúng ta mua về, chúng ta cắm vào cái cầu của âm ly và chúng ta kết nối đúng ngõ đúng cổng thì hiệu ứng nó sẽ ra, và những bộ phim có hỗ trợ thì chúng ta sẽ trải nghiệm được rất là tốt. Và speaker enable này các bạn biết là hiện nay là rất được nhiều hãng ưa chuộng đưa vào, không những chỉ những bộ phòng phim chuyên nghiệp mà những cái bộ thiết bị xem phim, ví dụ như là sao 3 nè. Sao 3 thì mình ví dụ các bạn nay nó coi như là Pro 900 nè các bạn. Rồi một số hãng khác nè, rồi loa phân bây giờ họ sản xuất ra họ có tích hợp luôn cả ở phía bên trong một cái driver left right có speaker với góc ngã của loa để đánh vào Atmos. Thật ra những cái loa speaker enable này thì rất là phù hợp cho anh chị nào hoặc là các bạn mà đã có một cái phòng đã hoàn thiện rồi và chúng ta muốn trải nghiệm Atmos thì đây là một cái cách đơn giản nhất mà có dễ mua nhất, có thể là dễ xài nhất để các bạn có thể trải nghiệm được Dolby Atmos. Và cái trải nghiệm đương nhiên là khi mà so với lại cái ceiling top thì chút nữa mình sẽ ví dụ cho các bạn xem để các bạn thể hình dung hơn. Thì cái nguyên lý hoạt động thì khi mà đi qua trung gian như vậy á, speaker enable mang cho mọi người thêm một cái trải nghiệm, nhưng nó sẽ có một tỷ lệ suy hao. Và nhược điểm của speaker enable là cái tiếng của nó không được rõ và không được đầy đủ so với cái dòng kia. Mà lý do tại sao
Thì bây giờ mình sẽ nói về vấn đề selling top. Thì với selling top các bạn, thì nó là một dòng loa âm trần. Nó là một cái loa đánh trực tiếp vào tai của mình, nó không đi qua trung gian giống như speaker table. Và cái selling top các bạn có thể đặt ở vị trí trên đầu và nó sẽ trực tiếp xuống tai của các bạn. Ngược lại với cái dòng speaker enable là nó sẽ đánh từ phần loa, đánh lên trần và trần phản xạ xuống tai. Chúng ta bị trung gian qua một cái trần nhà nên cái việc là cái quãng đường, cái sóng âm nó đi xa thì đồng nghĩa với việc là bị suy hao. Thì đương nhiên là khi mà các bạn mà trải nghiệm như vậy á thì nó sẽ bị giảm về cái độ chi tiết nè, cái độ trong trẻo nè, cái độ lớn, mọi thứ nó sẽ bị suy hao so với những dòng loa âm trần selling top các bạn ha. Và đặc biệt các bạn, nhưng mà tại sao cái phần mà speaker enable vẫn bán được, đó là vì dễ lắp đặt. Còn selling top trải nghiệm rất là mượt mà, nhưng mà lắp đặt rất là khó. Tại vì về cái phần mà selling top á, các bạn phải thi công nè, phải đi âm dây nè, phải khoét lỗ nè, nó vừa có bụi nè, tốn tiền nhân công nè, rất là nhiều thứ. Và khi mà chúng ta lắp như vậy á, thì nó rất mất thời gian và sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ trong căn nhà. Nhưng nếu mà khách hàng mà chúng ta đã xác định từ ban đầu mà lúc mà đang xây dựng hay là đang xây nhà thì chúng ta nên chọn selling top, vì nó cũng là một cái loa trải nghiệm Atmos chuẩn và đầy đủ nhất, và thể hiện nhất về cái trải nghiệm Atmos. Và các bạn có thể liên kết với lại nhà tư vấn để tư vấn các bạn phần mà đi dây như thế nào sẽ dễ dàng hơn. Và hiện nay selling top thì thật ra các bạn biết là loa nào á nó cũng nghe được cả, và bất kỳ loa nào nó cũng tạo ra được hiệu ứng âm trần, miễn là loa âm trần là chúng ta sẽ nghe được Atmos. Nhưng mà có một sự đặc biệt, đó chính là khi mà chúng ta chọn loa âm trần, hiện nay những cái hệ thống xem phim đó, ở nước ngoài các bạn thấy nó rất là nhiều đa dạng, nào là một driver, một bass, hay là hai driver, hai bass, hay là góc ngã 30 độ, 15 độ, 45 độ, góc méo, trep, nhiều loại trep. Các bạn không? Nó rất là nhiều, rất là đa dạng. Nhưng mà tổng thể nhìn chung coi những cái mẫu mã mà loa âm trần để dành xem phim Atmos thì thật ra nó dựa vào cái góc phủ. Đó, các bạn nên nhớ các bạn, đó là góc phủ. Thì cái góc phủ nó rất quan trọng bạn. Tại vì ví dụ như chúng ta đặt ở vị trí sai thì cái điểm nghe như là cái dải tần nó sẽ không nghe được đầy đủ và nó sẽ bị bóp hẹp lại. Và đương nhiên cái trải nghiệm nó cũng sẽ khác đi, nó không dày tiếng như thế nào đó, nó không có đầy đủ sao, chúng ta cảm giác là nó hơi khó chịu, nó không có chuẩn so với một phòng phim chuyên nghiệp. Do đó thì các bạn nên được kỹ thuật viên tư vấn về cái những dòng mẫu loa âm trần này để phù hợp với căn nhà. Vì cái trần cao, cái trần thấp nó sẽ rất là khác nhau. Ví dụ như cái trần cao thì chúng ta chọn những cái dòng loa góc phủ nhỏ thì vẫn trải nghiệm được rất là tốt. Nhưng mà trần thấp mà góc phủ nhỏ thì chúng ta sẽ bị mất đi cái hiệu ứng. Nên là tùy theo không gian mà cái người kỹ thuật sẽ tư vấn bạn một dòng loa âm trần nó phù hợp. Hoặc là những cái bị ngóc ngách hay bị cái cây cột hay là bị cái trần hay bị cái máy lạnh, họ sẽ chọn những cái dòng loa mà âm trần phù hợp nhất với đáp ứng được cái độ phủ cho các bạn có thể trải nghiệm được phòng phim và đầy đủ tiếng cũng như là cái chất lượng âm thanh nó sẽ ra hoàn hảo nhất có thể. Như vậy là Vũ đã chia sẻ các bạn về cái speaker enable và selling top khá là diễn giải cho các bạn khá là đầy đủ. Thì mình sẽ kết luận lại như sau. Thì như mình nói từ ban đầu thì cái speaker enable là cái dòng loa đặt nó rất là phổ biến và nó rất là dễ dùng dành cho những khách hàng mà muốn đặt và muốn show trên và những nhà đã hoàn thiện, không muốn phải mất cái thời gian đi thi công hay kêu thợ đến, nó tốn rất là nhiều chi phí, thì chúng ta nên chọn speaker enable. Đặc biệt thì speaker enable nên phù hợp những cái trần mà thấp, không phù hợp với những cái trần mà cao ha các bạn ha, lưu ý. Và cái selling top vẫn là một cái Atmos mang lại cái trải nghiệm cho các bạn đẹp nhất, tốt nhất và hài hòa nhất và không gian phê nhất đó. Còn cái speaker này bộ phía sau của mình các bạn, nó là một trong những giải pháp để giải quyết là chúng ta có thể xài được Atmos sau mà mọi thứ đã hoàn thành hết rồi, chúng ta không thể làm gì hơn, chúng ta không thể sửa chữa đục đẽo gì nữa cả. Đó là giải pháp. Về số lượng loa Atmos các bạn, thường thường với những phòng mà từ 10 đến 15 m2 á, tùy cái nhu cầu. Số lượng loa thì các bạn có thể chọn 4 cái hoặc là 2 cái hoặc là 6 hoặc là 8 cái, thì tùy theo cái diện tích căn phòng mà người tư vấn sẽ tư vấn cho các bạn một cái phù hợp. Thì thường thường là Vũ sẽ làm là 2 hoặc 4. Mà đối với những phòng mà có một chiều dài mà từ 7 m, ví dụ những cái hộp chữ nhật mà khá là dài đuôi, thì chúng ta sử dụng Atmos là chúng ta nên sử dụng 6 hoặc là 8 cái để tăng cường cái độ phủ, làm sao cái ở phần trần nó phủ từ trên xuống, từ đầu cho đến phần cuối phòng,
nó phải đáp ứng đầy đủ âm thanh ở trên trần thì nó sẽ hoàn thiện và hoàn hảo hơn. Nhưng mà đối với những cái trần mà cao, mà dài, mà chúng ta ví dụ như trần 3m hay 4m đi, thì thực ra nếu về góc độ kỹ thuật thì chúng ta chỉ cần 4 cái vẫn đáp ứng đủ. Thì nó sẽ tùy theo cái chiều cao của cái trần nữa thì chúng ta mới đưa ra được quyết định là số lượng loa như thế nào là phù hợp và người ngồi vị trí nào mới quyết định được cái số lượng loa Asmode. Đấy. Rồi, ok, như vậy là nãy giờ Vũ đã chia sẻ khá là đầy đủ cho các bạn về cái Dolby Atmos và nguyên lý hoạt động của những cái loa và những khách hàng nào cũng như các bạn nào phù hợp chơi với cái dòng đó và bạn nào đang phù hợp với những dòng loa âm trần. Thì mình mong cái video này sẽ mang thêm được cái kiến thức đầy đủ về góc độ trải nghiệm, về cái sản phẩm, về những cái loại mà đang có trên thị trường thì mang lại thông tin bổ cho mọi người. Nếu các bạn thấy cái video hay và có ích thì đừng quên like và đăng ký kênh. Mình sẽ còn rất là nhiều tập chia sẻ về tổng thể, về nội thất, về phim, về hình ảnh, về loa, rất là nhiều về thương hiệu, về những cái giải pháp mà hiện nay các bạn đang cần phải có. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Đừng quên bấm like cho Vũ để thêm nhiều động lực để làm video hay cho các bạn. Xin chào, bye bye.